Chào nha nhé, triển khai một thuê bao khoảng 400 m. Bây giờ đã là 5 giờ kém rồi. Mùa này thì nó rất là nhanh tối, tầm 6 giờ là tối hẳn rồi. Thuê bao này xa nhưng mà chiều nay nó nhiều việc cho nên bây giờ mới triển khai được anh em ạ. Kéo dây thì anh em chỉ cần cầm kìm với lại cái dây đai nữa thôi. Dây đai là một tí mình lên cột 04 thì mình chốt luôn. Chiều hôm nay tranh thủ chuyển cái camera cho nên là mất thời gian quá. Ở chỗ này họ đang thi công xây nhà, xây cửa gì. Dưới này của mình đang bị trùng xuống này. Triển khai thì anh em lưu ý là mình sẽ kéo từ tủ cáp về nhé, để tránh trường hợp là mình sẽ cắt dây thừa. Tuy nhiên thì cũng vài trường hợp thì mình sẽ phải triển khai từ nhà khách hàng về tủ. Ví dụ như nhà khách hàng nó ở trên cao, thì mình triển khai từ nhà khách hàng về trước. Cái thuê bao này thì mình sẽ triển khai sẽ được 70.000 này nhé. Kia nó cách xa nhau quá cho nên là mình triển khai này nó kéo nó xa.
đây nó rất là xa. Em ném sang góc bên kia. Dây chỗ này thì tí nữa mình sẽ chọc qua anh em ạ. Ôi giời, má, cày thế nhỉ. Đây em thấy không? Cái chảo chảo
các cộng ở trên kia, nhà khách ở trên đấy đấy. Suối rồi. Thật mà. Bớt kéo cái dây về phai cho nhá. Bên đấy bạn.
Nước lạnh lắm anh em. Với cái điểm băng đường như này nha anh em, có thể ướm dây từ đây lên trên nhà kia bằng việc mà chúng ta sẽ phải đo Google để chúng ta chốt dây đây cho an toàn. Mình sẽ đo bằng Google, mình sẽ đo từ đây đi qua nhà một đoạn đây, nhà khách hàng đây, mình từ điểm này từ ngã ba này đo lên cái điểm cột điện đầu này, đây cột điện đầu này đến đây 90 mét, từ đây đến nhà khách 90 mét. Đây mình sẽ run dây ở đây anh em. Run dây vào điểm này. Từ đây lên là 90 mét nữa. Mười này còn 100 mét.
điểm vuông góc thì anh em nên chốt hai đầu, chốt hai hướng. Đây em chốt như này. Mình sẽ đan chéo lại với nhau thôi. Dây ở dưới đường này. Dây mới sợ, dây bây giờ ngon. Ô tô đạp không sợ. Đây này, đạp nó hẳn lên đây này. Thoải mái đây. Tí nữa không mất tín hiệu, tính sau. Thank you.
khoảng mấy con này, 1, 2, 3, 4, 5. Đây bây giờ chúng ta sẽ chốt ngược về tổ hợp cáp. Đào tạo cái gì? Anh không phải đào tạo cái đấy đâu. Về rồi à? Em vào đào tạo. Anh không phải đào tạo đâu. Gọi làm gì? Anh không phải đào tạo đâu, anh có danh sách rồi. Đang triển khai đây, thuê bao gần 5 lít đây này. Vừa đang chốt dây. Hả? Ở trong lạc hưng này. Xa quá. Lúc bọn nó đã đấu đâu em. Triển khai xong rồi bọn nó đã đấu. Mãi chưa bọn nó mới đấu. Nhắn cho anh Tuấn rồi, không lo. Có ảnh ngon mà. Của cúng ngày xưa đây đặt tủ xa quá anh em ạ, kéo nó khổ, giờ đặt lại thì không đặt được nữa chứ. Thank you.
ta đang chống lên. Chống lên thì mình bỏ luôn này để nâng lên luôn. Trên này là được. Đấy, cào ngay. Lượng thì không ăn thua đây nhá, mà vẫn phải quản lý 1.800 thuê bao. 1.800 thuê bao đầy sự cố. Tiêu chuẩn bây giờ là anh em là 1.200 thôi, nhưng mà mình đã ở đây mình đang 1.900, gần 2.000, gần 2.000 thuê bao. Chín mà lương không bằng anh em dùng 1.200, mình phải quản lý thêm mà. Tối nay là lá có bay rồi. Con cái tên con mà mềm vậy. Vẫn còn. Vẫn còn mấy mềm ạ. Tổ ong vẫn còn mấy con. Tâm nó ắt thì là bạn con cả mấy mê đó. Còn có mấy con thôi nhá.
đoạn này khoảng xa cho nên phải tách dây ra cường anh em ạ. Anh em tách cẩn thận nhé, không ai nhầm mẹ vào cái dây, dây cáp quang thì sợi cáp quang thì lại mất mấy bao nhiêu thời gian nữa. Tôi hiểu này làm điện thoại đấy nhỉ. Nói đi em. Có. Ở chỗ nào không anh? Anh khóa rồi. Mai anh để chưa? Không nghe thấy gì à? Nào anh khóa thì anh để dưới cái đồ của em cũng được. Rồi. Chủ kho nhưng mà chả được cái đồng nào, xuất hiện hàng hóa lại bị hỏng. Đây, kiểm soát hàng hóa cho anh em, giúp anh em nhập hàng. Lương thì hiện nay là mỗi anh em theo quy chuẩn thì anh em là 1.200 thuê bao là cái định mức mà trên tổng công ty áp xuống. Cái đấy anh em nào quản lý nhiều hơn thì nó cũng nói chung không bỏ tiền. Ví dụ em quản lý thêm 800 thuê bao mà được có thêm 600.000 mỗi thuê bao không được 1.000 một tháng. Căn bản ở đây là chưa có người anh em ạ, chưa có người cho nên là anh em khác vẫn phải ôm thêm cái đường dây. Nào nó cũng lên mấy cái sức cố. Lúc nãy đầu bên kia là bao nhiêu nhỉ? 6 á. Không nhớ cái đầu bên kia là chỉ số bao nhiêu nữa.
Bên này có cái dây mà nó rất là trùng này anh em. Buộc lại đấy. Ôi à, cũng tối rồi cho nên là cũng đến cái tủ hộp cáp rồi anh em ạ. Cho nên là xin phép anh em tạm dừng video tại đây nhé. Anh em có đóng góp gì cho kênh thì anh em comment bên dưới. Anh em ủng hộ kênh thì đăng ký cho em một nút đăng ký nhé. Bây giờ vào tụ cáp vào sau.